Hôm nay mình sẽ khám phá bên trong chiếc camera HiK Vision nha các bạn. Bỏ một con ốc trên đầu. Để lớp vỏ bên ngoài để bảo vệ camera, che mưa che nắng. Phía trên này sẽ có hai ngóc nha các bạn. Các bạn dùng tua vít mở ra cho mình hai ngóc bên trên. Quan tắt cái phần trước, mặt trước camera ra. Đây là miếng che ống kính. Phía trước mặt lỗ ống kính camera nha các bạn. Ở đây là sensor cảm biến ánh sáng. Bên hai bên hông là các led hồng ngoại. Nhiệm vụ là trời tối thì cái sensor cảm biến này sẽ kích hoạt cho cái dãy led hoạt động này, dãy led hồng ngoại này sáng lên, xem được tất cả các hình ảnh ban đêm nha các bạn. Tiếp đó các bạn mở bốn ống bên đây nè. Còn mình tắt được phần bên trong camera ra nha bạn. Bên trong đây sẽ có một gói hút ẩm, dùng để hút cái hơi nước còn đọng lại, tránh làm ảnh hưởng đến cái main board xử lý của camera. Cái này là cái ron silicon để chống nước nha các bạn. Các bạn tháo socket này là gắn với cái module led hồng ngoại. Rồi tháo cho mình hai ống bên đây.
Chắc bạn gỡ cái đế này ra. Rồi, bên trong sẽ là mạch xử lý. Gỡ cái socket này ra. Đây nào. Cái phần mặt trước của camera sẽ có một socket. Socket này là dùng để cấp nguồn cho led hồng ngoại ban đêm. Còn phía dưới này là cảm biến ánh sáng. Trời tối sẽ điều khiển cho các led hồng ngoại đi sáng để xem được các hình ảnh ban đêm rõ ràng hơn. Đây, bộ phận chính của camera. Cái phần này là phần ống kính nha các bạn. Cái này là bo mạch xử lý. Các bạn để ý, cái phần ống kính camera người ta sẽ gắn keo ra đây là không cho chúng ta di chuyển. Chúng ta là trong nhà sản xuất á, trong sự sản xuất người ta cần chỉnh sẵn rồi. Nếu các bạn chỉnh là nó lập đi tiêu cự, hình ảnh sẽ hơi rõ nét. Để ống kính camera các bạn không được lấy tay che chạm vô ống kính thì vân tay á, sẽ làm cho ống kính bị mờ, cũng làm cho hình ảnh bị không được rõ nha các bạn. Rồi, bên trong này sẽ có một con cảm biến hình ảnh. Đây là mặt xử lý. Tương tự như vậy, có một số camera thì người ta sẽ cũng không cho, tại vì nhà máy người ta đã điều chỉnh sẵn và người ta set up rồi. Set up là cố định cái ống kính này. Nên các bạn đừng có, nếu các bạn không biết điều chỉnh thì các bạn đừng nên mở cái ốc này ra, sẽ khó căn chỉnh lại, làm cho hình ảnh sẽ bị mờ, không được rõ nét nha các bạn. Đây là ống kính của mạch xử lý. Ở đây dùng chip xử lý Sony. Đây các bạn, phản ánh dao động nè. Chip xử lý hình ảnh Sony. Để khám phá bên trong. Bỏ hai ốc. Giữ mình bò ra. Đây là ống kính camera. Không nên lấy tay chạm vô nha các bạn. Chạm vô bằng tay sẽ dính vô ống kính, làm hình ảnh bị mờ. Đây. Đây là bộ phận chính quan trọng nhất, là cảm biến hình ảnh. Nó biến tất cả các hình ảnh thu nhận được từ bên ngoài camera thành tín hiệu điện, từ đó đưa vô CPU vi xử lý để chuyển từ quang thành điện nha các bạn, tín hiệu điện. Ngoài ra có một phát 800 nữa các bạn. Xong, khá đơn giản các bạn. Còn đối với các dãy led hồng ngoại như thế này, nếu bóng led mà bị cháy thì ta thay led nha các bạn, thay led cùng loại. Led hồng ngoại này cũng hay bị hư nha các bạn,
Đây là một module test phần ngoại. Đây là cảm biến led phần ngoại. Cảm biến để điều khiển khi trời tối sẽ làm cho led phần ngoại này sáng hết. Đối với một số camera khác như loại này cũng dùng là camera an ninh, thì bên trong cấu tạo bên trong cũng tương tự nha, cấu tạo bên trong hoàn toàn tương tự. Bất kỳ camera nào cũng có hai đầu, một đầu nối với nguồn adapter, đây nè, đầu này nó sẽ nối nguồn adapter 12V 2A cấp nguồn cho camera. Còn đây là một đầu cáp đồng trục. Cái cáp đồng trục này nhằm truyền tín hiệu đưa đến đầu ghi camera để lưu trữ trong ổ cứng, lưu trữ và đưa tín hiệu hình ảnh từ bên ngoài vô ổ cứng nha các bạn.